Alo, xin chào anh em nhé. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại với con 68 game bài. Nó cũng thuộc dòng iwin, dwin và twin. Thì nói chung là khi mà anh em người mới ấy, anh em cứ thắc mắc rồi về cái vấn đề nạp rút hay là vấn đề khuyến mãi trong game ấy, thì tôi xin chia sẻ luôn với những anh em người mới chúng ta đang xem được clip này. Anh em nhanh trí, anh em nạp vào và anh em sẽ được 20%. Thì tại sao tôi lại bảo anh em nhanh trí anh em nạp vào? Thì anh em ví dụ những cái lần nạp đầu này, nếu mà xác định em đầu tư vào chơi ấy, về độ uy tín tôi không nói rồi, nếu mà xác định em vào chơi thì anh em nạp vào khoảng 1-2M thì nó sẽ được tầm khoảng 300-400k, thì anh em cũng có thể lấy đấy là tích vốn nhá. Và cái lần nạp thứ hai thì anh em sẽ được 10%, nhưng mà với điều kiện là anh em chúng ta phải nhắn tin cho khách hàng nhá. Rồi thì link giao lưu với anh em mình có để dưới phần mô tả. Anh em nào mà chưa biết thì có thể vào đó trải nghiệm nhé. Nay mình sẽ chiến con sóc đĩa đi. Vốn hiện tại 30M thì mục tiêu hôm nay mình kiếm tầm khoảng 5M. Đầu tiên vào thì vẫn xem cầu thôi anh em ạ. Vào thì cứ xem cầu thôi, lâu lắm cũng không đặt cược con SR này rồi. Cầu hiện tại là đang đi là gì? 333. Thế bắt luôn con xỉu 3 xem nào. 5M đi. Cái cách sờ đờ này thì anh em chơi sờ đờ này thì anh em cũng có thể bắt bằng vị, nhưng mà vị thì nó hơi hên xui một chút, nhưng mà nếu mà liếm được vị thì cũng ok. Chung là cờ bạc nó ăn nhau ở những cái tiếng gọi là thắng được thôi anh em ạ, chứ chúng ta cũng không cần phải mặc định với nhau là phải chốt cái phát này phát kia. Thắng được nó mới là điều quan trọng nhá. Đấy, thấy không? 1, 2, 3, ok, nó về 1, 2, 3 thì phát này bắt lẻ chuẩn này, chuẩn lẻ này. Bắt cầu ngược nhá. Đây 1, 2, 3 như nào? Thì xin chia sẻ với anh em luôn, thì cũng không biết phải chia sẻ như nào cho nó ok, nhưng mà ở đây này, ví dụ ở đây này vị 1, 2, 3 này thì mình bắt thêm vị 1, 2, 3 thôi. Vốn căng thì mình cứ giết căng được ở những pha đầu thôi, tại vì anh em mới đầu game vào anh em giết căng ấy thì tránh trường hợp được, mình nghĩ thôi là sẽ tránh trường hợp được là anh em sẽ bị soi, đúng không ạ? Mới đầu vào thì người ta chưa soi chẳng hạn, thế ví dụ được 2-3 phiên rồi, người ta xem lại tài khoản của mình, à thằng này mẹ khả năng là đỉnh thế thì nó tính soi ấy. Đấy mình vẫn được đúng không? 34M lại 4M, chung là tẩu vị. Trước đó nó chưa về 1 đúng không? Tôi thử bắt 11 xem sao. Đấy, về cái phần khuyến mãi thì tôi bảo anh em rồi, lần đầu thì 20%, lần 2 thì 10%. Nhưng mà lần 2 thì anh em nạp thì anh em nhắn tin cho khách hàng. Đấy, còn bình thường thì nếu mà không nhắn thì sẽ không được. Ôi, nó vẫn về con đấy anh em ạ. Kiếm 5M đúng không? 29 là 35M. Lại về gốc rồi. Vậy 2 chẵn. Đéo về 11 anh em ạ. Bắt tròn phát. Rồi, đẹp ngay. 38M ngay. Dư 3M rồi. Nói chung lãi 5M, gọi là cái tiếng đầu mình tính là chốt lãi 5M mà. Thì bây giờ hiện tại dôi lên 3M, thì nếu mà mình vẫn tầm như này, ví dụ anh em chơi ấy, tầm như này nếu mà xác định một là anh em kiếm gọi là 5M thôi. Hai là anh em chúng ta gọi là 3M còn lại thì anh em chia khoảng 1/5. Ví dụ bây giờ 38m6 rồi 1/5 thì sẽ lên 40m nếu mà được số tròn thì đẹp. Thì sẽ lãi được 10m. 10m đây mình chơi run room đi. 1m này. À đâu, 501m này, 1/5. Lẻ 50 nữa để gọi là nộp lệ phí. Còn không thì mình vẫn chốt lãi được. Tóm lại thì kiếm được tiền trong con app này thì thực ra nó không khó. Đéo được anh em ạ. Đéo được thì thôi, chốt lãi ở tầm khoảng 37 thôi. Đúng không? Thì cũng tụt bà nó tốt rồi. Này. Này, thằng này Phú Hào này 21m này. Phú Hào đéo gì. Tao đây mẹ ba mấy m còn chưa ấy, nhưng mà căn bản là nó sẽ lãi, nó lãi được phần nhiều hơn vốn anh em. Nếu mà anh em lãi được nhiều phần vốn thì anh em sẽ gọi là lên được top. Còn như ở cái vị trí này là đang nhiều vốn nhưng mà chơi ít này thì sẽ như thế này. Đấy, có hai chỗ mà anh em chúng ta cần lưu ý thôi. Còn lại thì anh em không cần phải lăn tăn. Đây bây giờ nó cứ ra lẻ nhưng mà thôi. Tầm lãi này thì tính toán làm gì nữa, đúng không? Tầm lãi thì thôi nghỉ chứ có chơi bời gì tầm này, đúng không anh em? Đấy, thì một ngày thì mình cũng chỉ rảnh rỗi 5-10 phút để lên gọi là kiếm tiền, và cũng đồng thời mình quay video cho anh em thôi. Anh em nào mà thích giao lưu, ví dụ ở cái số lãi ngày hôm nay mình lãi được 7m, mình có thể chốt lãi 5m, mình đút túi ở 2m, mình có thể giao lưu với anh em. Thì cái link nhóm mình có để dưới phần mô tả đấy. Anh em nào mà thích thì cứ vào nhóm để mình cùng gọi là giao lưu kinh nghiệm nhá. Clip này mình sẽ dừng ở đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong clip sau.